Hi, xin chào mọi người đến với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ quay cho các bạn xem cái Ford Raptor đời 2020 mà cái màu xanh rêu rất là đẹp ha. Màu này không có trong cái gam màu của nó nữa các bạn. Màu này khách hàng đặt sơn lại. Mình chuẩn bị giao rồi. Xin phép được che biển số các bạn ha. Bản 2020 này đèn full LED nha các bạn. Không độ chế thêm gì, chỉ là sơn thêm thôi. Nhìn cái màu rất là đẹp. Xanh rêu nhám ha. Màu này hơi độc nha các bạn. Anh này chắc là thời chưa có làm bên quân đội hay gì chứ sơn cái màn xe y chang mà quân đội nó hai màu xanh rêu luôn ha. Nhìn ra ngoài đường là nhìn thấy mê lắm các bạn. Giá xe niêm yết hiện tại giờ là 1 tỷ 198 triệu, chưa bao gồm khuyến mãi. Phí lăn bánh thì nó rơi vào khoảng 133-135 các bạn. Đây, khám phá cái nội thất phía bên trong xem thế nào. Có đồ gì không? Không đồ gì hết ha. Nó vẫn để nguyên bản như vậy luôn, chỉ đồ nguyên màu phía bên ngoài thôi. Nhìn mê quá ha. Đây hàng ghế phía sau ha, hơi dơ nha các bạn, chưa có rửa gì hết mà trước khi giao mình còn một khâu là rửa nữa cho sạch sẽ nữa, rồi tặng hoa tặng hết các thứ. Không gian phía sau ha, ngồi sau xe Ford Raptor này tương đối thoải mái, rộng rãi. Quý anh chị có nhu cầu mua xe Raptor mà sơn màu này cho em hay ha. Em sẽ sơn màu y chang như vậy trong hãng em sơn mà. Chịu phí một ít thôi ạ. Mình đặt thêm sơn cái màu theo nhu cầu thì bỏ ra chừng từ 2 đến 30 triệu sơn theo cái màu như ý các anh chị, màu của hãng theo gam màu luôn ha. Xin cảm ơn quý anh chị đã xem cái video của em. Anh chị nhớ like và subscribe kênh YouTube của em để xem nhiều cái xe hay và chương trình cập nhật giá cho anh chị ha.